Đối thoại với Thượng Đế, quyển 4, làm bạn với Thượng Đế. Tác giả Neil Donald Walsh, người dịch Vivi Lê. Chương 1. Tôi nhớ chính xác cái thời điểm tôi quyết định mình nên sợ Thượng Đế. Đó là khi Ngài nói rằng mẹ tôi sẽ xuống địa ngục. Được rồi, Ngài đã không nói chính xác từng từ như thế, nhưng ai đó đã nói vậy thay mặt cho Ngài. Lúc đó tôi khoảng 6 tuổi và mẹ tôi, người tự cho mình là một kiểu người tâm linh nào đó, đang đọc các lá bài ở trên bàn bếp của chúng tôi cho một người bạn. Nhà tôi lúc nào cũng đầy người tới xem mẹ tôi rút ra những phép bói toán nào đó từ một bộ bài rất đỗi bình thường. Bà làm chuyện bói toán đó rất giỏi, họ nói như vậy, và tiếng tăm của bà lặng lẽ lan truyền ra. Khi mẹ đang đọc những lá bài vào cái ngày đặc biệt này, dì của tôi đã bất ngờ tới thăm nhà. Tôi nhớ rằng dì không hài lòng lắm với cái cảnh tượng mà bà ấy bắt gặp. Khi chỉ vừa mới gõ cửa có một lần thôi, bà ấy đã xông vào qua cửa sau. Mẹ tôi đã hành động như thế, bà đã bị bắt quả tang khi làm điều gì đó mà bà không nên làm. Bà lúng túng giới thiệu mấy bà bạn của mình và nhanh chóng thu thập lại các thẻ bài, rồi nhét chúng vào túi tạp dề. Lúc chuyện này xảy ra thì chẳng ai nói làm gì. Nhưng khi dì tôi đến chào tạm biệt ở sân sau, đúng cái chỗ tôi đang ngồi chơi. Cháu biết không, dì ấy nói khi tôi cùng dì ấy ra đến xe. Mẹ của cháu thật không nên tiết lộ với người ta về tương lai của họ qua cái bộ bài đấy. Thượng Đế sẽ trừng phạt chị ấy thôi. Tại sao ạ? À? Tôi hỏi. Bởi vì chị ấy đang giao dịch với ma quỷ đấy con. Tôi nhớ câu nói rùng mình đó vì cái âm thanh đặc biệt của nó đã truyền tới tai tôi. Và Thượng Đế sẽ tống chị ấy thẳng vào địa ngục. Dì nói câu này tự nhiên như kiểu dì đang thông báo rằng ngày mai thế nào trời cũng mưa vậy. Cho tới tận ngày hôm nay, tôi vẫn nhớ mình đã run lên vì sợ hãi khi dì ấy lùi ra khỏi sân nhà. Tôi sợ đến chết khiếp rằng mẹ tôi đã chọc giận Thượng Đế. Và rồi ngay lúc đó, sự kính sợ Thượng Đế đã ăn sâu vào trong tôi. Làm thế nào mà Thượng Đế, người được cho là tạo hóa nhân từ nhất trong vũ trụ, lại muốn trừng phạt mẹ tôi, một sinh vật nhân từ nhất trong cuộc đời tôi cơ chứ? Tâm trí chỉ vừa mới 6 tuổi của tôi cầu xin được biết câu trả lời. Và vì vậy tôi đi đến kết luận của một đứa trẻ 6 tuổi là: nếu như Thượng Đế đủ tàn nhẫn để làm như vậy với mẹ tôi, người mà trong mắt tất cả những người biết bà là một vị thánh, thì chắc chắn là chuyện làm cho Ngài tức điên lên là rất dễ. Ngài còn dễ phát cáu hơn cả cha tôi nhiều. Vì vậy, tất cả chúng ta nên lo mà giữ chừng giữ mực. Tôi càng lúc càng thấy sợ Thượng Đế, bởi vì nỗi sợ hãi của tôi vẫn liên tục được củng cố. Tôi nhớ tôi đã được dạy trong sách giáo lý lớp thứ hai rằng, trừ khi một em bé được rửa tội, em ấy sẽ không được lên thiên đàng. Điều này dường như không thể xảy ra, ngay cả với học sinh lớp 2. Đến nỗi chúng tôi thường cố gắng đến thăm nữ tu bằng cách hỏi những câu hỏi dồn dập như là: sơ ơi, nếu như bố mẹ chưa đưa em bé đến nhà thờ rửa tội mà cả gia đình lỡ đâu bị tai nạn xe hơi, vậy thì đứa bé đó sẽ không được cùng cha mẹ lên thiên đường sao? Mà sơ của đám chúng tôi chắc hẳn đã học lên từ một trường dòng có truyền thống cổ xưa nào đó. Bà thở dài nặng nề và nói: không được đâu, sơ e là không được. Đối với sơ, giáo lý là giáo lý, không hề có ngoại lệ. Nhưng đứa bé sẽ đi về đâu ạ? Một trong những người bạn cùng trường của tôi hỏi, mặt mày hết sức nghiêm túc. Địa ngục hay là luyện ngục? Trong các gia đình công giáo tử tế, cứ 9 tuổi là đủ lớn để biết chính xác địa ngục là gì rồi. Mà sơ nói, đứa trẻ sẽ không xuống địa ngục hay là luyện ngục, đứa bé sẽ đi vào limbo. Limbo à? Master giải thích thêm. Limbo là nơi mà Thượng Đế gửi trẻ sơ sinh và những người chết không phải do lỗi của họ, những người chưa được rửa tội để vâng theo một đức tin chân chính. Chính xác thì họ không bị trừng phạt, nhưng họ sẽ không bao giờ thấy được dung nhan Ngài. Đây là Thượng Đế mà tôi đã lớn lên cùng. Bạn có thể nghĩ rằng tôi đã bịa ra tất cả chuyện này, nhưng không phải là thế đâu. Nỗi sợ Thượng Đế được nhiều tôn giáo tạo nên, và trên thực tế là nó còn được các tôn giáo khuyến khích.
chẳng cần ai phải khuyến khích tôi cả. Tôi có thể nói với bạn điều đó. Nếu bạn nghĩ rằng tôi sợ cái cõi limbo thì hãy đợi cho đến khi bạn nghe về ngày tận thế. Vào đầu những năm 50, tôi nghe câu chuyện kể về những đứa trẻ ở Fatima. Đây là một ngôi làng ở miền trung Bồ Đào Nha, phía bắc Lisbon, nơi Đức Mẹ đã được cho là đã nhiều lần hiện ra với một cô bé và hai anh em họ của cô ấy. Đây là những gì tôi được kể lại. Đức Trinh Nữ đã trao cho các trẻ em một bức thư gửi đến thế giới. Bức thư được gửi đến tận tay Đức Giáo Hoàng. Đức Ngài mở nó ra đọc nhưng phải niêm phong bức thư lại nhiều năm sau mới được tiết lộ thông điệp của bức thư, nếu như điều đó được cho là cần thiết. Người ta nói rằng Đức Giáo Hoàng đã khóc trong 3 ngày liên tiếp sau khi đọc bức thư này. Nó được cho là chứa đựng những tin tức khủng khiếp về việc Thượng Đế đã thất vọng sâu sắc về chúng ta như thế nào và chi tiết về việc Ngài sẽ phải trừng phạt thế giới ra sao nếu như chúng ta không chú ý tới lời cảnh báo cuối cùng của Ngài và thay đổi cách ta đang sống. Đó sẽ là ngày tận thế và khắp nơi sẽ là những tiếng rên rỉ, tiếng nghiến răng nghiến lợi với sự dằn vặt không thể tin được. Giáo lý đã dạy chúng tôi rằng Thượng Đế đã giận dữ đến mức Ngài có thể trừng phạt con người ngay tại thời điểm đó. Thế nhưng, Ngài đã thương xót chúng ta và cho chúng ta cơ hội cuối cùng này vì lời Đức Mẹ đã cầu xin cho chúng ta. Câu chuyện về Đức Mẹ Fatima đã khiến trái tim tôi kinh hoàng. Tôi chạy về nhà hỏi mẹ xem có đúng như vậy không. Mẹ nói rằng nếu như các linh mục và các nữ tu đã nói với chúng tôi điều này thì nó hẳn phải là sự thật. Những đứa trẻ trong lớp của tôi vừa hồi hộp, vừa lo lắng, vừa hỏi vị nữ tu rằng bây giờ đám chúng con phải làm gì? Hãy đi lễ mỗi ngày, Master Queen. Hãy đọc kinh Mân Côi hàng đêm. Hãy sám hối và dâng lên Thượng Đế những đau khổ của các con để Ngài thấy rằng các con đã từ bỏ tội lỗi. Hãy đi rước lễ. Hãy kể cho Ngài nghe về một hành động tuyệt đối tốt lành mỗi đêm trước khi đi ngủ. Để lỡ cho các con có được Ngài mang đi trước khi các con thức dậy thì các con cũng sẽ xứng đáng dự vào phần thánh ở trên thiên đàng. Thực ra, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể không sống cho đến sáng ngày hôm sau chỉ cho đến khi tôi được dạy về lời cầu nguyện thời thơ ấu như thế này. Bây giờ, xin hãy thả cho con vào trong giấc ngủ. Con cầu nguyện Thượng Đế giữ gìn linh hồn con. Và nếu như con chết trước khi con thức dậy, con cầu nguyện Thượng Đế hãy mang linh hồn con theo Ngài. Một vài tuần cầu nguyện như vậy và tôi đã sợ phải đi ngủ. Tôi đã khóc hàng đêm và không ai có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Cho đến ngày nay, tôi vẫn tin vào một cái chết đột ngột. Thường khi tôi chuẩn bị rời khỏi nhà để đáp chuyến bay ra khỏi thị trấn hoặc đôi khi đến cửa hàng tạp hóa, tôi sẽ nói với vợ tôi Nancy rằng nếu anh không quay lại, hãy nhớ rằng những lời cuối cùng anh đã nói với em là anh yêu em nhé. Nó đã trở thành một câu nói đùa vui nhộn lúc rời đi, nhưng một chút nào đó ở trong tôi lại đang hoàn toàn là nghiêm túc. Lần tiếp theo nỗi sợ Thượng Đế trong tôi được củng cố, đó là khi tôi 13 tuổi. Người trông trẻ của tôi, anh Frankie, anh sống ngay đối diện nhà và đã kết hôn. Anh ấy mời tôi đến mở đầu cho tiệc cưới của anh ấy. Wow, tôi tự hào biết bao, cho đến khi tôi đến trường và nói với Master về chuyện này. Đám cưới diễn ra ở đâu? Sir hỏi một cách nghi ngờ. Tôi đã cho Sir biết tên của địa điểm mà đám cưới sẽ diễn ra. Giọng Sir trở nên lạnh như băng. Đó là một nhà thờ Luther phải không? Cha, con không biết. Con cũng không hỏi. Con đoán là... Đó là một nhà thờ Luther và con không được phép đi đến đó. Tại sao? Tôi hỏi. Con bị cấm đến đó. Nữ tu tuyên bố và có cái gì đó ám chỉ ở đây là đây là phán quyết cuối cùng về chuyện này. Nhưng tại sao? Tôi vẫn cứ hỏi lại. Master nhìn tôi như thế bà ấy không thể tin được là tôi dám hỏi lại thêm. Sau đó, rõ ràng là bằng cách rút lòng từ ái ra từ một nguồn suối kiên nhẫn vô hạn sâu thẳm bên trong, bà chớp mắt hai lần và mỉm cười. Thượng Đế không muốn con ở trong một nhà thờ ngoại giáo, con của ta. Nữ tu giải thích.
những người đến đó không tin vào điều chúng ta tin tưởng. Họ không dạy về sự thật. Đi đến một nhà thờ nào khác ngoài nhà thờ Công giáo là một trọng tội. Sơ rất tiếc vì Frankie, người bạn của con, đã chọn làm đám cưới ở đó. Thượng đế sẽ không thánh hiến cho cuộc hôn nhân của anh ta. Thưa sơ, tôi nhấn mạnh theo cách nào đó, vượt qua những ngưỡng có thể chịu đựng. Nếu như con cứ mở màn đám cưới ấy thì sao? Vậy thì, bà ấy nói với vẻ quan tâm thực sự, khốn nạn cho con rồi. Chà, Thượng đế quả là một người khó tính. Ngài không cho phép ai bước ra khỏi hàng ngũ cả. Vâng, và tôi đã bước ra khỏi hàng ngũ. Tôi ước tôi có thể báo cáo rằng tôi đã phản đối lại sơ dựa trên một nền tảng đạo đức cao cả hơn. Thế nhưng, sự thật là tôi đã không thể chịu đựng được cái ý nghĩ tôi không mặc chiếc áo khoác thể thao màu trắng với một bông hoa cẩm chướng màu hồng giống như trong bài hát của Pat Boone. Tôi quyết định không nói cho ai biết những gì nữ tu đã nói với tôi và tôi đến lễ khai mạc. Ôi Chúa ơi, tôi đã sợ hãi ghê gớm. Bạn có thể nghĩ rằng tôi đang phóng đại lên, nhưng cả ngày dài tôi đã thực sự chờ đợi Thượng Đế giáng tội xuống đầu tôi. Và trong suốt buổi lễ, tôi vẫn đề phòng những lời nói dối của người Lutheran mà tôi đã được cảnh cáo. Nhưng tất cả những gì vị mục sư đã nói đều là những điều ấm áp và tuyệt vời, khiến mọi người trong nhà thờ phải khóc. Tuy nhiên, khi buổi lễ kết thúc, tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Đêm đó, tôi đã cầu xin Thượng Đế tha thứ cho tội lỗi tôi đã phạm phải. Tôi đã kể cho Ngài hành động tốt lành tuyệt đối nhất mà bạn từng nghe. Lạy Chúa, con vô cùng xin lỗi vì đã xúc phạm Ngài. Tôi nằm trên giường hàng giờ đồng hồ liền. Tôi sợ rằng mình sẽ ngủ quên mất, cứ lặp đi lặp lại lời kinh. Và nếu như con chết trước khi tỉnh dậy, con cầu nguyện Thượng Đế mang linh hồn con theo Ngài. Bây giờ, khi tôi đang kể cho bạn nghe những câu chuyện thời thơ ấu này, tôi có thể kể cho bạn nhiều thêm nữa vì một lý do. Tôi muốn gây ấn tượng với bạn về lòng kính sợ Thượng Đế của tôi thực sự là như thế nào. Bởi vì câu chuyện này không phải là của riêng tôi đâu. Và như tôi đã nói, không chỉ có những người Công giáo La Mã là những người đứng trước mặt Thượng Đế và run sợ, còn lâu nhé. Một nửa số người trên thế giới tin rằng Thượng Đế sẽ trừng phạt nếu như họ không tốt. Những người theo chủ nghĩa chính thống của nhiều tôn giáo đánh vào tâm hồn những tín đồ bằng nỗi sợ hãi. Không được làm điều này, không được làm điều kia, hãy dừng lại, không thì Thượng Đế sẽ trừng phạt bạn. Và chúng ta không nói về những điều cấm kỵ lớn ở đây, như không thể giết người gì cả đâu. Chúng ta đang nói về việc Thượng Đế sẽ khó chịu nếu như bạn ăn thịt vào ngày thứ sáu. Vị Thượng Đế này sẽ tức giận nếu phụ nữ không che mặt, hay vì bạn không đến viếng Mecca một lần trong đời, hay bạn không chịu dừng mọi hoạt động và phủ phục xuống để cầu nguyện 5 lần một ngày, hay không kết hôn trong đền thờ của Chúa, không đi xưng tội hoặc đi lễ vào mỗi ngày Chủ nhật, hoặc bất cứ điều gì khác. Chúng ta phải cẩn thận với Thượng Đế. Vấn đề duy nhất là rất khó để biết quy định thực sự là gì, bởi vì có rất nhiều quy định. Và cái khó nhất là quy định của ai cũng đúng, hoặc theo như họ nói là vậy. Tuy nhiên, không thể có chuyện tất cả các quy định đều là đúng được. Làm sao có thể chọn, làm sao có thể biết được điều này? Đó là một câu hỏi dai dẳng và không phải là một câu hỏi không quan trọng, mà rõ ràng là ở đây sai sót là do Thượng Đế chứ ai. Giờ đây, đến quyển sách có tên là Làm bạn với Thượng Đế. Tựa đề này có nghĩa là gì? Làm bạn thế nào được? Thượng Đế làm sao mà giống như Thánh Desperado được? Bộ những đứa trẻ con chưa được rửa tội thì cũng được lên thiên đàng ư? Rằng đeo khăn che mặt hay cúi đầu về hướng đông, sống độc thân hay kiêng thịt lợn chẳng có liên quan gì ư? Allah yêu chúng ta mà không cần điều kiện gì cả ư? Đức Jehovah sẽ chọn tất cả chúng ta ở với Ngài khi ngày vinh quang đã đến gần ư? Và cái lời tuyên bố chấn động hơn cả là: có thể nào chúng ta không nên gọi Thượng Đế là Ngài? Thượng Đế có thể là một người phụ nữ, hay thậm chí khó tin hơn là không hề có giới tính. Đối với những người được nuôi dạy như tôi thì
chỉ nghĩ như vậy thôi cũng có thể coi là một tội đồ rồi. Tuy nhiên, chúng ta phải nghĩ về những điều này. Chúng ta phải thách thức chúng. Niềm tin mù quáng của chúng ta đã dẫn chúng ta đi xuống một lối đi mù mịt. Loài người đã không tiến xa lắm trong 2000 năm qua về mặt tiến hóa tâm linh. Chúng ta đã nghe hết vị thầy này đến vị thầy khác, hết bài giảng này đến bài giảng khác. Thế nhưng, chúng ta vẫn làm những hành vi tương tự như những gì đã gây ra đau khổ cho loài người kể từ thuở sơ khai. Chúng ta vẫn đang giết chết đồng loại của mình, vận hành thế giới của chúng ta dựa trên quyền lực và lòng tham, đàn áp tình dục, xã hội, ngược đãi và giáo dục con cái của chúng ta. Hãy bỏ qua đau khổ, và đúng hơn là hãy tạo ra đau khổ. Đã hơn 2000 năm kể từ khi Chúa Giêsu giáng sinh, 2500 năm kể từ thời Đức Phật, và hơn thế nữa, kể từ lần đầu tiên chúng ta nghe những lời của Khổng Tử hay sự khôn ngoan của đạo, mà chúng ta vẫn chưa trả lời được mấy câu hỏi chính. Liệu rằng chúng ta có bao giờ có cách nào đó để biến những câu trả lời mà chúng ta đã nhận được thành một thứ gì đó khả thi hay không? Một cái gì đó có thể hoạt động hiệu quả cho đời sống hàng ngày của chúng ta? Tôi nghĩ là có, và tôi cảm thấy khá chắc chắn về điều này. Bởi vì tôi đã thảo luận rất nhiều về điều này trong các cuộc đối thoại với Thượng Đế. Hết chương 1. Nguyện cho tôi và cho mỗi người đều có thể sớm nhận ra được Thượng Đế ở bên trong. Nguyện cho mỗi người chúng tôi không còn sợ hãi và tin rằng Thượng Đế trừng phạt. Thay vào đó, chúng ta nhận ra Thượng Đế luôn là tình yêu, và tình yêu sẽ trao đi sự tự do. Tự do cho chúng ta chọn lựa, sáng tạo để trở thành con người tiếp theo, theo phiên bản tiếp theo vĩ đại nhất mà chúng ta có hình dung về người mà chúng ta thực sự là.